Xin kính chào các quý vị. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với quý khán giả một mẫu thạch anh hồng. Đấy, được làm từ đá thạch anh hồng, phần này là thạch anh hồng chuẩn hàng tự nhiên này, và phần đế là phần đá cẩm thạch quý vị nhé. Cẩm thạch trắng. Đế và đá thì đã được gắn keo lại với nhau rất chắc chắn. Một tác phẩm đá thạch anh hồng tự nhiên. Đây là các cái vân, các cái thớ đá của nó. Vị nhìn thấy những cái đường dạng tự nhiên nhé. Đá tự nhiên thì phải chấp nhận điều như thế. Độ thông đèn của đá thì rất chi là tốt. Chiều cao của tác phẩm từ trên đỉnh này xuống dưới này là 21 cm. Bề ngang điểm dày nhất của đá đây là 6 cm. Và của đế bề ngang này điểm dày nhất là 10 cm. Tổng khối lượng của cả đá và đế nặng là 2 kg. Và hiện mẫu này tôi đang giao lưu cùng với quý vị với giá là 300.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị yêu thích chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là đá thạch anh chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên, quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện không đúng, tôi xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên nhận được những video mới nhất. Hàng ngày kênh Đá Quý Thanh Hóa luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý khán giả. Nếu có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Nếu có nhu cầu mua hàng thì đừng quên liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099.